Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Bên mình là Cơ Khí Thân Thiện. Thì ở video trước thì mình đã là hướng dẫn cho anh em cái cách mà lắp ráp cái bộ chân uốn của bộ bàn ghế gấp gọn này rồi. Đó. Thì ở video này thì mình sẽ là hướng dẫn cho anh em cái cách mà lên mặt bàn và mặt ghế ha. Đó. Rồi, sau khi lên mặt bàn mặt ghế thì ở bây giờ cái chân uốn này khi anh em đã làm hoàn thiện và mài đi rồi á thì anh em sẽ là gắn những cho mình là những cái bát và cái cốt vào ở đúng vị trí của nó nha. Đó. Đấy. Đó, giống như những cái cốt này thì ở phía trên mặt bàn thì mình đã là đính sẵn cái chêm đổ hở của cái mặt bàn và để cái cốt này rồi ha. Đó. Còn cái vị trí này là nó sẽ là ở cái bát. Cái bát này thì anh em để ý cho mình này, khi anh em tháo ra và lắp vào thì ở cái bát này nó sẽ có cái lỗ của mình, nó sẽ là nó cái bát này là chia ra tâm lỗ này là ít và nhiều. Đó, tức là anh em sẽ xoay cái mặt ít lên trên nhá. Đấy, anh em để ý này. Đó, cái lỗ này không trung tâm nhá. Cái lỗ cái bát ít nhất từ tâm lỗ đi lên ít nhất là nó sẽ quay lên phía trên. Đó, quay lên phía trên của cái cốt trên này. Đó, để khi mình gấp vào này. Anh em khi gấp vào này. Anh em để ý nhá. Đây, mình sẽ bàn lại này. Đây, nó sẽ gấp lên được. Đó, nó sẽ gấp lên được nhá. Đó. Gấp lên được cái bát gần bằng mặt với cái thằng này. Đó. Gần song song nhá, gần song song nhá. Đấy. Rồi, sau khi anh em đã bắn những cái nóc này xong thì anh em sẽ là để xuống ha, cách qua một bên. Đấy, mình tạm thời để đây. Rồi bây giờ mình sẽ lên mặt bàn mặt ghế. Rồi, mình đã cắt sẵn mặt bàn và mặt ghế rồi ha. Đó. Thì ở đây mặt bàn thì mình đang sử dụng là cây 2550. Đó. Có thể là anh em dùng có thể là cây 36 ha. Thì đối với mình thì sử dụng cây 2550 dài 1.4 là thấy ok rồi ha. Ok, rất là cứng cáp về cái bàn rồi. Thì vì tại cái anh em nên hiểu nhá. Thì mọi người cũng nên hiểu luôn. Cái bàn ăn uống hoặc là sinh hoạt thì không phải là làm xong rồi người ta phải là đứng lên là nhún nhảy ô dè trên đó đâu nhá. Cho nên là cái bàn thì chúng ta là chỉ có là ngồi ở cái ghế rồi ăn uống xong thì chúng ta sẽ gấp gọn lại thành một cái ghế lớn thôi, chứ không có ai mà đứng lên đó mà nằm lên đó ô dè đâu. Đó, cho nên về đồ khổ cái bàn này thì chúng ta mình nên khuyên thì làm cái 2550 dài 1.4 là thấy ổn rồi, còn mình làm cái 36 thì nhìn rất là thô. Khi mình làm xong là nhìn cái bàn rất là thô nhá. Đó, cho nên anh em để ý về cái điểm này, mọi người cũng vậy, khách hàng cũng vậy nhá. Rồi đây mặt bàn thì mình sẽ là chiều rộng của cái bàn của mình là 65 phân. À, 65 phân một bàn như vậy. Đó. Còn chiều dài của cái bàn thì mọi người tùy theo, có thể là 2m, 1m8, 2m, 2m rưỡi. Thì ví dụ càng dài thì chúng ta làm cái mặt mặt ván nó càng dày, nên để ý nha. Đó, chúng ta sẽ là làm rộng 65 phân. Đó. 65 phân thì anh em có thể là làm tới 70 phân. Đó. Rồi mình cũng giải thích là 65 và 70. Đó, chỉ cần 5 phút 5 phân thôi là giữa người ngồi về cái bàn này nó sẽ là khó chịu rồi, 5 phân thôi nha. Anh em về có thể là làm 70 nhưng theo mình thì cứ làm 65 là thấy là ok, ngồi rất là thoải mái. Để ngồi thoải mái là như thế nào? Thì đây ví dụ là một cái bàn. Đó. Ví dụ anh em làm 65 thì khoảng cách ghế mà mình ngồi, ghế mình ngồi xuống là phải là giữa mông. Đó. Còn mình làm 70 khi cái bàn mình nó sẽ là sát người quá. Nếu làm 70 thì cái bàn mình nó sẽ là sát người. Về sát người này khi mình ngồi thì ngồi được, nhưng mà đồ ăn thức uống mình sẽ để xa ra. Đó, không ai mà để đồ ăn thức uống mà nó nằm ngay chính giữa cái miệng mình được ha. Cho nên là chúng ta sẽ là làm 60 để nó dịch ra một chút xíu, dịch ra chút xíu thì cái ly của mình, ly nước để đồ ăn thức uống của mình cũng còn là nằm ở đây. Đó. Còn mình làm 70 mà nếu như mà làm cái mặt bàn này 70 này thì khi mình ngồi xuống thì cái ly nằm đây thì mình chắc chắn mình sẽ dịch con người mình ra ngoài cái ghế một chút xíu. Vậy cái ghế của mình không có liên quan gì tới cái mông của mình cả, mà nó liên quan tới cái đùi của mình. Mình ngồi ngay cái đùi mình sẽ là ngồi vào ghế chứ không phải là cái mông. Anh em sẽ là mọi người sẽ là hiểu rõ về cái vững thức về làm bàn và làm ghế ha. Cho nên là mình cũng là tìm hiểu về cái giai đoạn đó, cho nên là mình chỉ có là khuyên anh em làm cần 65 là được rồi, là rất là đẹp rồi.
Đó, chúng ta ngồi rất là thoải mái, khoảng cách xa bàn rất là ok. Đó, sinh hoạt rất là tốt luôn. Đó. Rồi. 65, anh em có thể là làm 70, đó là tùy theo anh em nhé. Rồi, chúng ta bỏ qua một bên mặt bàn nha, mặt bàn là rộng 65 nha. Rồi. Đối với mặt ghế, tại vì mặt ghế thì cũng có là hai ghế. Hai ghế thì chúng ta sẽ như vậy nha. Đó. Một ghế như vậy là nó sẽ là 26 phần. 26 phần nha. Rồi. Ghế này của mình cũng đang sử dụng là cây 2550. Rồi, dài 1 ly 4 nha. Rồi, 26 với mặt ghế này là 26 thì gấp lại chúng ta sẽ được là 52. Đó. 52 cái mặt bàn của mình. Đó, mặt bàn của mình nó sẽ là cách xa ghế đến 5 phân. Đó. 3 đến 5 phân. Đó, nó nằm ở xa vị trí này. Đó, nằm tối thiểu là 5 phân nhá. Đó. Thì khi mà cái mặt giữa lưng này, cái mặt giữa lưng và ra tới mép ghế thì chúng ta khi gấp gọn lại thì nó sẽ được là 56 phân. Đấy, 56 phân là ngồi rất thoải mái, người nằm ngủ cũng rất là thoải mái. Đấy, đấy anh em để ý nha. Rồi, chúng ta sẽ là cắt đi 4 thân. Một mặt ghế như vậy là chúng ta có 2 thân ngắn, 2 thân dài. Rồi, chiều dài của cái ghế này thì ví dụ anh em làm cái mặt bàn dài 1m8 thì chúng ta đang sử dụng là cây vuông 3 thì chúng ta là một bên là 3 phân, bên này 3 phân tức là 6 phân. Thì 1m8 anh em trừ đi 6 phân là ra cái mặt ghế. À, như vậy thôi, đơn giản thôi. À, ví dụ làm cái mặt bàn là 2m thì chúng ta cũng là trừ đi 6 phân là ra cái bộ ghế để chúng ta cắt đi những cái thân dài ha. Rồi, như vậy mình đã cắt được là 4 thân của mặt ghế và 2 thân dài của mặt bàn. Đó. Rồi, về cái mặt ghế thì ráp cũng rất là dễ, anh em sẽ ráp nước vào cho mình, cứ lấy cái ngắn này. Đó. Mình sẽ vào ha. Đây, anh em cứ lấy cái ngắn này này, đưa vào. Đấy, như vậy thôi là chúng ta là chấm bon vào. Anh em cứ làm cho mình là cứ 26 phân. Đó, cứ chiều rộng của nó 26 phân là được rồi. Đó, rồi chúng ta sẽ là làm vào. Đó. Rồi như vậy là mình đã là lên được hai cái mặt ghế xong. À, cái mặt ghế này thì anh em cứ lên theo cái hình thức là như là một cánh cửa thôi ha, không có gì hết. À, thì khi lên xong thì anh em để ý cho mình này cái đồ văn van của nó luôn ha. Thì chấm bon xong hai mặt nhá, chấm bon xong hai mặt thì anh em sẽ để ý cái văn van của cái này, chúng ta chỉnh luôn ha. À, giống như vậy này. Đây. Đó, cái đà bên kia, đà đầu và đà cuối này nó cùng một mặt bằng mà chúng ta để vào mà nó cứ gập ghềnh nhé, như vậy là vỏ bị vân van ha, thì chúng ta sẽ sửa đi nha. Ok, đó, như vậy mình chỉnh xong thì nó sẽ là không bị vân van ha. Đó, nhìn ra cả hai cái nha. Đấy. Rồi, về cái ghế này thì khi anh em chấm bon xong thì anh em sẽ là cắt cho mình những cái thân đang ngang qua. À, để chúng ta là để gắn ván vào. À, nếu như mà anh em mà đặt ván ở phụ bì thì chúng ta không cần đan ha. Mà anh em mà muốn đặt ván lọc lồng ghế thì chúng ta phải bắt buộc phải đan những cái thân la này vào ha. Mình đã là làm xong hoàn thành hai ghế, anh em nhìn kỹ nha. Đây, đó, anh em hàn này, đó, mai băng này, phía sau này, đó, là ha, 5 thân. Cái vuông 14 này là mình chống để nó không bị khỏi bị rút bùng nha. Hàn xong thì mình sẽ gõ ra. Đấy. À, mà sau này thì chúng ta là mặt dưới cho nên chúng ta chỉ cần mài cho nó hơi đẹp là tí xíu là được rồi. Đấy. Anh em cân cái la và cái tấm ván của mình, ván mình dài bao nhiêu thì anh em để ý nha. Đó. Làm sao mà khi mà ráp âm cái ván xuống mà chúng ta bằng mặt của cái sắt của mình là ok rồi nha. Đấy. Rồi. Đây là mình đã xong hai cái mặt ghế thì bây giờ mình sẽ là chuyển qua làm cái mặt bàn ha. Như vậy là xong ha, chúng ta sẽ bỏ qua một bên. Bây giờ mình sẽ là bắt đầu làm vào cái bàn ha, cái mặt bàn. Thì mặt bàn thì anh em sẽ lấy cho mình ra một cái chân uốn này. Đó. Lấy mặt bàn. Đó. Thì mặt bàn này khi lên chân uốn thì anh em sẽ để ý cho mình là cái bát cái cốt của mình đã có là hàn cái trên đồ hở thì anh em sẽ là cân vào đây này. Đó, xem cái đó nó gấp lại là bằng cái thanh này ha, thì anh em sẽ xem coi nó có hở được nhiều hết. Đó. Hở nhiều hết nha. Nếu mà hở nhiều quá thì chúng ta sẽ là mài cái này đi cho nó giảm cái đồ hở bớt chút xíu nha. Đó.
Đó. Khi chúng ta lắp đặt thì đây này, cái độ hở của cái thằng này này. Đó, ít hay nhiều chỉ cần ít thôi, chỉ cần một miếng chêm này thôi là được rồi. Đó, hở chỉ cần một miếng chêm này được rồi. Đó, là đủ rồi. Đó. Rồi. Nếu anh em cảm thấy mà hở nhiều quá thì góc cuối này nhá. À, nếu anh em thấy cảm thấy hở quá thì chúng ta sẽ mài cái miếng chêm đi bớt một tí xíu, rà đi chút xíu thôi. Theo mình nghĩ thì nó sẽ không bị hở đâu. Thế cho nên là anh em sẽ nhìn kỹ cho mình là nó bị hở hay không thôi. À, kiểm tra lại lần cuối cho nó an toàn ha. Rồi. À, sau này thì chúng ta sẽ là để vào. Đấy. Rồi anh em sẽ là xoay cái mặt mà có gạch dấu, gạch dấu cái mặt ghế thì chúng ta sẽ là quay xuống dưới đất. Đó. Rồi cái mặt bên không có dấu thì chúng ta sẽ quay là lên trên. Chúng ta chiếm hở lên chút xíu. Đây để chúng ta là quay cái mặt góc 45 độ này vào trong nhá. Đó. Chúng ta là canh cái đường hở của cái chân này. Anh em nhìn kỹ nha, ở cái chân này. Đó. Hở được tí xíu. Chúng ta sẽ chấm bóng vào thôi. Sẽ là quay sát lại cho anh em dễ nhìn thấy ha. Thì ở đây cái cuối chân bàn thì anh em sẽ để hở cho mình một tí xíu này. Đó, khoảng tầm 5-7 ly gì đó ha, 5-7 ly. Đấy. Hở lên 5 ly là ok ha. Rồi, mặt bát và mặt bàn của mình nó sẽ là bằng nhau, được chưa? Rồi. Ở trên này thì cái cốt này thì mình có hàn cái đính cái chêm đồ hở thì anh em sẽ xoay cái chêm đồ hở này sát với cái mặt bàn của mình. Rồi chúng ta sẽ là chấm bón lại, được chưa? Trên này nó sẽ là bằng với cái thân bàn của mình. Đó, như vậy thôi. Rồi khi anh em chấm bón cứng rồi thì chúng ta sẽ là bung những cái thân niêm này ra để chúng ta là trắng cái bàn ra để chúng ta cắt bớt cái chân ha. Thế bây giờ mình sẽ là trang cái chân ra ha. Đó, cái chân khi làm nó xung quanh lại nó sẽ như vậy. Đấy, đấy nha, anh em mình thử để mình sẽ là đây cái đường hở của mình ha. Mình sẽ quay cái máy cao lên chút xíu cho anh em dễ thấy ha. Đây cái đường hở mình khi gấp lại thì anh em khi để ý cho mình nè, cái đường hở này này trong góc cùng này. Đó, khi mình ráp vào có thử nó có hở nhiều hay ít. Đó, gần hở một tí xíu thôi nha, một khe hở một chút xíu thôi. Đó, lấy cái tấm tôn 6 gem 4 gem gì đó chúng ta chùi vào là ok rồi. Nhỏ hơn cũng được nữa. Rồi anh em sẽ là để căng xa xa ra. Đó. Lúc này thì anh em sẽ tăng ra cho mình kéo ra cho đủ 1m8 từ cái đầu cuối này đến cuối cái điểm này là 1m8. Đó. 3 điểm chân nó sẽ là cùng một mà đường thẳng ha. Đây. Sau đó anh em sẽ là tìm cho mình. Đây, gấp lại. Rồi, anh em sẽ đo cho mình này. Từ mép của ghi bàn xuống đây là bao nhiêu? Đó, ví dụ đây là 73 thì ở đây chúng ta sẽ là phủ phi là 73 là đúng nha. Đó là đúng cái của mình. Còn nếu như nó bên này mà nó không đủ 73, nó cao hơn 73 thì anh em sẽ là cắt đi cho mình cái chân này. Cắt đi cho mình là một phân. Đó. Như vậy thôi. Đó là khi mình đưa xuống là nó cái bàn mình nó sẽ là đầy đủ ha. Đấy. Đây như vậy thôi là cái chân mình lúc này nó sẽ là bằng phẳng với cái mặt bằng của mình ha. Khi chúng ta đã cắt được cái chân rồi thì bây giờ chúng ta sẽ là tháo những cái vít này ra ha. Đó. Trước khi tháo vít thì anh em sẽ là định vị lại những cái bát này đừng cho nó bị méo nha, méo mó nha. Đó, rồi chúng ta sẽ tháo ra. Đấy, chúng ta sẽ tháo cái chân này ra thôi để chúng ta là hàn chết những cái quân cái cốt này và cái bát này. Rồi. Ở đây anh em nhé, ở đây là mình đã mài
những cái cốt này và bát xong ha. Thì bát anh em đây đường này, đây cái mặt này, thì chúng ta đây làm sao cho nó bằng mặt này, thấy không? Đấy, như vậy là mình đều đặn, kim sơn lên nhìn rất là đẹp. Đây, cốt ha, cái cốt khi anh em mài cái những cái cốt này, hàn vòng quân luôn nhá, đây hàn vòng quân và mài vòng quân. Thì mài vòng quân những cái này thì anh em sẽ mài sao đừng bị khuyết, khi mình sơn lên nó sẽ bị có cái nếp nhăn, nếp nhăn nhìn rất là xấu, thấy chưa? Đấy, mình mài cho nó đẹp để khi mình sơn lên nhìn cho nó mướt. Rồi, đây như vậy là mình đã xong hai cái thân chiều rộng của mặt bàn. Thì bây giờ mình làm xong mài những cái cây này xong rồi, thì bây giờ mình sẽ là vào cái mặt bàn. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái phần mặt bàn ha. Thì mặt bàn này thì anh em sẽ là xoay cái cốt đèn lên trên. Đấy. Nó cũng là hình thức của nó như là lên một cánh cửa thôi anh em nhá. Rồi ok, như vậy mình đã lên cái mặt bàn xong rồi ha. Thì anh em để ý này, đây cái góc ha. Thì góc 45 độ này thì ở ngoài thì anh em sẽ hàn chết mí ở ngoài này, hàn chết xong rồi là bo. Bo hơi bầu tí xíu nha. Đây, như vậy là được rồi. Phía trên cũng vậy ha. Phía trên chúng ta cũng là bo hơi đầu, tức là bốn góc đều cả như vậy cả. Rồi. Cái mặt trong thì chúng ta ở đây mình cũng đã hàn cái mặt trong luôn ha. Hàn mặt trong và mài luôn. Đấy, để nước nó không có bị vào ở trong này rồi nó ra những cái chất hen rỉ, mình sẽ tiệt luôn. Đó, cái bát này thì chúng ta ở đây là mình sẽ là hàn quân hết luôn, không cho nước vào. Về lại nước vào nó thì cũng là ra một cái chất hen rỉ. Cả cái cốt này cũng vậy, mình cũng là hàn quân ha. Tất cả mình đều là hàn hết. Đấy. Đây là cái mặt dưới lưng nha. Mình những con nóc này là mặt dưới lưng. Bây giờ mình sẽ lật qua cái mặt bàn. Đó. Thì cái bàn này thì chúng ta sẽ gồm có hai mặt chính. Đây là mặt bàn thì chúng ta là cân cái mặt góc 45 độ mặt bằng này này, là sẽ cân hai mặt đẹp đều nhau nhá. Cố gắng cân hai mặt đều nhau cho nó đẹp. Vì đây là hai cái mặt tiền lắm. Đấy. Đẹp ha. Đấy. Rồi, đây là mặt bàn ha. Thì bây giờ mình đã làm xong cái mặt bàn như vậy rồi, bây giờ chỉ cần là mình đưa ghế vào và mình bắt ốc là xong thôi nha. Rồi lúc đó mình sẽ là hàn hai cái mặt ghế này vào. Đó. Video đến đây thì cũng chắc cũng có lẽ là dài rồi, thì mình sẽ tách video làm bàn làm ghế này sẽ là hai phần ha. Thì ở đây là phần 1, thì anh em sẽ là mình sẽ ra cái phần 2 tiếp theo nhanh hơn cho anh em cùng xem để anh em làm ha. Rồi video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em lại những video sau.